6 người tử vong bất thường, hàng loạt người mất tích bí ẩn, nhà chức trách đau đầu vì không tìm được dấu vết. Ai là kẻ thù ác? Tại sao lại ra tay tàn độc như vậy? Tất cả sẽ được giải mã ngay sau đây. Theo đó, vào ngày 7 tháng 11 năm 2012, bà Sumida cùng với 7 người thân khác bị cảnh sát bắt giữ vì tình nghi có liên quan đến sự ra đi của em chồng bà Sumida, Jiro Hashimoto, 53 tuổi, được tìm thấy trong thùng đổ đầy bê tông bị vứt xuống biển tại cảng Hinese, Bijen, tỉnh Okayama. Các nghi phạm khi đó có chị chồng của Sumida, Miyako Sumida, em họ Sumida, Masanori Sumida, vợ chồng con trai của Sumida, Yutaro Sumida và Rui Sumida. Sau khi vụ việc nổ ra, truyền thông gọi họ là gia đình Piranha, một loài cá ăn thịt người đáng sợ nhất vùng Amazon ở Nam Mỹ. Bên trong căn nhà xa hoa, chị dâu Miyako đóng vai trò là thủ quỹ của bà Sumida, trong khi gã em họ Masanori đảm nhận nhiệm vụ vệ sĩ và con dâu Rui được bà trọng dụng coi là người thừa kế. Nhiều nguồn tin cho biết bà Sumida chính là kẻ cầm đầu độc tài, thủ lĩnh của nhóm nghi phạm bị bắt cùng bà. Họ sống trong căn nhà xa hoa được đăng ký dưới tên người phụ nữ 64 tuổi này. Không chỉ là một người máu lạnh đáng sợ, bà Sumida còn rất hay khoe khoang. Bà từng cho hàng xóm chiêm ngưỡng món đồ kim cương có giá trị lên đến 200 triệu yên, gần 42 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại. Không rõ từ đâu mà bà Sumida lại trở nên giàu có đến vậy. Bà bỏ học từ hồi phổ thông và ở tuổi thiếu niên, bà đã mở một quán bar, thuê những người phụ nữ làm việc tại phố đèn đỏ ở Amagasaki. Bà Sumida kết hôn với người chồng đầu tiên vào năm 23 tuổi, nhưng cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài 2 năm. Thời điểm tìm thấy thi thể của ông Hashimoto, cảnh sát tin rằng ông đã sống tại căn nhà của bà Sumida tại Amagasaki, tỉnh Hyogo và qua đời vào tháng 7 năm 2011 sau khi bị đánh đập, còng tay và nhốt bên ngoài ban công trong khoảng một tuần. Bà Sumida đã thừa nhận những hành vi bạo lực đối với nạn nhân, trong khi đó người mẹ già của ông Hashimoto lại mất tích không dấu vết. Trước đó, một nạn nhân khác của bà Sumida và đồng bọn là bà Kachuko Oe, 66 tuổi, hàng xóm sống ngay bên cạnh căn nhà của bà Sumida. Thi thể của bà Oe được tìm thấy trong một chiếc thùng thiếc được đổ đầy bê tông trong một căn kho ở Amagasaki vào tháng 11 năm 2011. Trước đó, người này từng bị giam giữ bên trong nhà của Sumida. Bà Sumida, chị dâu Miyoko, hai con gái của bà Oe và chồng cũ của một trong hai cô con gái của bà Oe đã bị cáo buộc hành vi gây ra thương tổn dẫn đến sự tử vong của bà Oe và phi tang thi thể nạn nhân. Việc tìm thấy thi thể của bà Oe đã giúp cho cảnh sát lần ra tội ác của bà Sumida cùng gia đình. Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện 8 người khác có liên quan đến bà Sumida đều đã mất tích. Thi thể của 3 trong số 8 người mất tích lần lượt là Mariko Nakashima, 29 tuổi, Takashi Tanimoto, 68 tuổi và Mitsue Ando, 71 tuổi đều được tìm thấy bên dưới nền nhà người bà 88 tuổi của con dâu bà Sumida ở Amagasaki vào tháng 10 năm 2012. Nakashima là chị gái của con dâu bà Sumida và Tanimoto là chú của họ. Trong khi đó, bà Ando là bạn gái cũ của anh trai quá cố của bà Sumida. Cảnh sát tin rằng ba người này đã tử vong trước năm 2008 sau khi bị hành hạ tại nhà của bà Sumida. Và những ngày cuối đời, họ chỉ được ăn mì ăn liền và các gói bim bim. Thời điểm đó, người ta không tìm thấy tung tích của người bà 88 tuổi và một người con gái khác cũng sống trong căn nhà đó. Sau sự ra đi của các nạn nhân, người hưởng lợi cuối cùng từ công ty bảo hiểm là bà Sumida hoặc các thành viên trong tổ chức của bà. Cách thức của người phụ nữ nham hiểm này là tiếp cận, chiếm lấy lòng tin của nạn nhân rồi len lỏi vào và phá hủy mối quan hệ của các thành viên. Năm 2003, Sumida đưa gia đình của người cháu họ Masanori Sumida, cũng là thành viên trong tổ chức của bà, sống ở Takamatsu vào tầm ngắm. Theo các nguồn tin, bà Sumida đã tức giận khi biết bố mẹ của chị họ của bà không chịu chung sống với cháu trai Masanori. Thế là bà Sumida đã ra tay thao túng những người chị họ, thôi thúc họ quay lưng với bố mẹ ruột. Sau đó người mẹ bị bỏ đói đến nỗi chỉ còn da bọc xương khi qua đời vì bệnh nặng. Người bố thì bị bắt phải đi vay 18 triệu yên,
hơn 3,7 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại từ họ hàng trước khi bà Sumida chiếm đoạt số tiền đó, rồi cùng đồng bọn và hai con gái của cặp vợ chồng ấy rời đi. Cảnh sát còn điều tra được rằng, vào năm 2005, chồng của bà Sumida đã qua đời trong chuyến du lịch đến Okinawa. Toàn bộ số tiền bảo hiểm 90 triệu yên, 18,8 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại và tài sản của người đàn ông này đều rơi vào túi bà Sumida. Tháng 12 năm 2012, bà Sumida đã tử tử trong tù. Dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay sau đó, nhưng bà cũng không thể qua khỏi. Khi ấy, vụ án về những vụ án mạng liên hoàn liên quan đến bà Sumida và đồng bọn cũng đang diễn ra. Sự ra đi của bà Sumida đã khiến cho vụ án càng trở nên bí ẩn bởi vì những thắc mắc vì sao người phụ nữ này có khả năng thao túng suy nghĩ của những người xung quanh mình sẽ không bao giờ tìm được lời giải đáp. Vụ án kết thúc nhưng không có lời giải đáp gây nhức nhối suốt một thời gian dài. Ở một vụ án khác, tại Canada, người ta kinh hãi phát hiện ra hàng loạt những cô gái làm nghề dịch vụ bị sát hại man dợ dưới tay của tên sát nhân tàn độc. Downtown Eastside là một khu phố ở Vancouver, British Columbia, Canada. Đây là nơi tập trung nhiều vấn đề xã hội nhức nhối, bao gồm tỷ lệ tội phạm, mại dâm, nghiện ma túy rất cao. Số người vô gia cư, nghèo đói, tâm thần cũng không hề ít. Giữa ban ngày, hình ảnh những người nghiện chọc kim vào cánh tay của họ diễn ra công khai. Gái mại dâm sẵn sàng đi khách với giá rẻ mạt để có tiền mua ma túy. Với sự phức tạp đó, Downtown Eastside được coi là nơi lý tưởng cho những tên tội phạm tình dục tìm kiếm con mồi của mình. Thông tin gái mại dâm bị đánh đập, hãm hiếp, cướp, giam giữ gần như xuất hiện mỗi ngày. Và đây cũng là nơi mà câu chuyện về hàng chục người phụ nữ mất tích bí ẩn bắt đầu. Patricia Gay Perkins là người đầu tiên biến mất vào năm 1978. 7 năm tiếp theo, 6 phụ nữ khác cũng cùng chung số phận. Tốc độ bắt đầu gia tăng từ năm 1995 với 3 người mất tích trong năm này. Thêm 3 người nữa vào năm 1996. Năm 1998 là 6 người biến mất. Năm 1997, thêm 8 người nữa. Và năm 1999, thêm 2 người. Đến lúc này, tâm lý lo sợ đã lan khắp vùng. Hầu hết nạn nhân là những cô gái trẻ, trong độ tuổi đôi mươi, số ít trên 30 tuổi, chủ yếu là gái làng chơi và nghiện ma túy. Sự chậm chạp trong công tác điều tra của cảnh sát Vancouver ban đầu bị lên án vì người ta cho rằng các nạn nhân đều thuộc tầng lớp thấp kém trong xã hội. Tuy nhiên, cảnh sát cho biết họ không có trong tay bất kỳ manh mối nào dù là nhỏ nhất. Không có thi thể nào được tìm thấy, cũng không có bằng chứng vật lý. Một số gia đình nạn nhân không hài lòng với cuộc điều tra của cảnh sát đã tự tìm đến các dịch vụ thám tử. Trước sức ép dư luận, chính quyền địa phương cũng đã đẩy mạnh các nỗ lực điều tra nhưng đều không mang lại kết quả. Năm 1999, nhà chức trách Vancouver đã tuyên bố treo thưởng 100.000 đô la cho ai cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ thủ phạm, nhưng cũng thất bại. Các cô gái tiếp tục biến mất khỏi khu Downtown Eastside trong khi hung thủ vẫn nằm trong bóng tối. Cảnh sát tin rằng gái mại dâm là mục tiêu hoàn hảo cho một tên sát nhân lấy mạng người hàng loạt. Họ dễ dàng lên xe với người lạ và không nhiều người nhận thấy sự mất tích của họ trong thời gian đầu. Vào năm 1997, một người phụ nữ có tên là Wendy Lynn Aesteter đã xông thẳng vào đồn cảnh sát trong bộ dạng thảm hại, vết thương khắp người. Cô nói rằng vừa trốn thoát khỏi một trang trại sau khi dùng dao chống trả lại ông ta. Người đàn ông này đã dụ cô đến đó với lời hứa về ma túy và rượu, nhưng anh ta lại còng tay và đâm sau lưng cô. Sau một hồi gắng gượng vật lộn, Wendy đã may mắn chạy thoát. Tuy nhiên, thời điểm đó, cảnh sát lại cho rằng người phụ nữ này là nhân chứng không đáng tin cậy vì đã sử dụng ma túy quá liều. Vụ án cứ dậm chân tại chỗ cho đến năm 2002, một tài xế xe tải đến trình báo với cảnh sát rằng anh nhìn thấy một người đàn ông địa phương có tên là Robert Picton tàng trữ vũ khí bất hợp pháp, cụ thể là súng ở trong nhà. Cơ quan điều tra đã lục soát trang trại của Robert Picton để tìm vũ khí. Tuy nhiên, họ không thể ngờ được mình đang đứng trên hiện trường của vụ án mạng kinh hoàng nhất trong lịch sử Canada. Trước sự mất tích bí ẩn của hàng chục gái mại dâm, cảnh sát cho rằng có thể đã xuất hiện một tên tội phạm nguy hiểm ở Vancouver, Canada, mà đối tượng hắn nhắm vào là những cô gái này. Dựa vào nhận định ấy, hàng chục sĩ quan cảnh sát, cả nam lẫn nữ, được sắp xếp trà trộn trên các đường phố để tìm dấu vết thủ phạm. Vào ngày 14 tháng 8 năm 2000, cảnh sát bắt giữ Michael Leopold, 36 tuổi, khi hắn tấn công một gái mại dâm.
Thế nhưng cảnh sát vẫn không tìm ra dấu hiệu của một tên tội phạm. Vì vậy vào tháng 2 năm 2001, Michael Leopold chỉ bị tuyên phạt 4 năm tù giam về tội vô cớ hành hung người. Từ tháng 7 năm 2000 đến cuối năm 2000 lại có thêm 9 gái mại dâm bị mất tích. Lúc này, cảnh sát lại chuyển hướng nghi vấn về một số tên tội phạm đến từ nước Mỹ láng giềng hoặc từ một địa phương khác của Canada. Trong số những tên tội phạm mà cảnh sát nghi vấn nhất có Gary Leon Ridgway, biệt danh là kẻ giết người song xanh, đang bị cảnh sát Mỹ truy nã về tội sát hại 49 phụ nữ, toàn là gái mại dâm tại thành phố Seattle, sát cạnh thành phố Vancouver của Canada. Cảnh sát còn nghi vấn đó có thể là hành động của Dayton Leroy Rogers, một tên sát nhân sát hại 27 phụ nữ tại thành phố Portland của Mỹ từ năm 1997. Nhiều nhân chứng khai báo đã trông thấy hắn từng xuất hiện tại Vancouver nhiều lần. Ngoài ra, Kate Hunter Jespersen, một tội phạm sát hại người hàng loạt, đang bị cảnh sát bang British Columbia truy nã về tội sát hại 6 phụ nữ tại nhiều thành phố ở miền Tây Canada từ năm 1998, cũng đang trong tầm ngắm của cảnh sát. Tuy mất một thời gian điều tra theo các hướng này, nhưng cuối cùng cảnh sát phải tạm hoãn vì không tìm ra bất cứ manh mối nào liên quan giữa các vụ mất tích khó hiểu ở Vancouver với các tên tội phạm trên. Vụ án tưởng như bế tắc, thì đột nhiên năm 2002, một tài xế xe tải đến trình báo với cảnh sát rằng anh nhìn thấy một người đàn ông địa phương có tên là Robert Picton tàng trữ vũ khí bất hợp pháp, cụ thể là súng ở trong nhà. Cơ quan điều tra đã lục soát trang trại nuôi lợn của Robert Picton để tìm vũ khí. Tuy nhiên không ngờ, họ lại phát hiện ra thứ còn kinh khủng hơn. Tất cả vật dụng, nữ trang của những cô gái mất tích nhiều năm qua đều được giấu kín trong nhà của Robert Picton. Một cuộc tìm kiếm quy mô lớn mọi ngóc ngách của trang trại đã diễn ra ngay sau đó. Rất nhiều máy móc, thiết bị đào xới cũng được huy động để tìm dưới nền đất. Những ngày tiếp theo, các thám tử đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Họ ngỡ ngàng vì hiện trường chứa đựng nhiều tội ác nhất trong lịch sử của Canada lại hiện hữu ngay ở đây suốt bao nhiêu năm trời mà không ai hay biết. Các điều tra viên đã thu thập tổng cộng 600.000 mẫu ADN cùng với hơn 200.000 vật dụng có thể coi là vật chứng. Những phần thi thể còn lại của hàng chục phụ nữ bị vùi trong lòng đất và rải rác ở khắp nơi trong trang trại cũng được tìm thấy. Phải mất gần nửa năm giám định bằng phương pháp phân tích và so sánh ADN, cảnh sát mới xác định được danh tính cũng như thời gian bị sát hại của một số nạn nhân. Trong đó Robert Picton luôn miệng nói mình bị oan và chối tội dù các bằng chứng luôn chống lại hắn. Robert Picton, tên đầy đủ là Robert William Willie Picton, sinh ngày 26 tháng 10 năm 1949 tại thành phố Vancouver, British Columbia, Canada, trong một gia đình nông dân ba đời làm nghề chăn nuôi lợn. Sau khi bố mẹ mất, Robert cùng với em trai David Francis Picton trở thành chủ nhân của trang trại khá rộng lớn nằm gần Vancouver. Đây là một nơi tồi tàn với những đống phế liệu kim loại rải rác và hầu như lúc nào cũng có tiếng kêu của những con lợn háu đói. Robert Picton có một vẻ ngoài xuề xòa và được nhận xét là người hiền lành. Đối với hàng xóm láng giềng, Robert trong mắt họ khá chất phác, không bao giờ uống rượu hoặc hút thuốc lá và chỉ loanh quanh với đàn lợn tại trang trại của mình. Không chỉ có vậy, Robert còn được đánh giá là tốt bụng. Kể từ khi hai anh em Robert Picton cùng nhau quản lý trang trại này, họ thường xuyên tổ chức những bữa tiệc lớn, đồng thời điều hành một tổ chức từ thiện có tên là Piggy Palace Good Time Society. Tổ chức phi lợi nhuận này đã đăng ký với chính phủ Canada vào năm 1996 với các hoạt động điều phối, quản lý và điều hành các sự kiện đặc biệt, tổ chức các buổi văn hóa nghệ thuật và triển lãm. Tuy nhiên, tổ chức này bị các nhà điều tra cáo buộc là triển khai nhiều hoạt động thác loạn trong một ngôi nhà gần trang trại với sự tham gia của các cô gái nghiện ngập vùng Downtown Eastside. Đến tháng 1 năm 2000, tổ chức này bị giải tán. Không ai biết rằng, ẩn sau đôi mắt thân thiện và nụ cười hiền lành của Robert là một kẻ khát máu. Hồi đó, Robert là khách hàng thường xuyên của các cô gái đứng đường ở khu Downtown Eastside và hắn thường làm họ khiếp sợ. Tuy nhiên, Robert Picton vốn rất khéo miệng. Bằng những lời lẽ ngon ngọt hứa hẹn về một khoản tiền, tiệc rượu hay ma túy, hắn đã dụ dỗ, lôi kéo các cô gái tới trang trại của mình. Tại đây Robert đã thực hiện vô số tội ác sát nhân. Hắn cưỡng hiếp, tra tấn, đánh đập và sát hại họ bằng nhiều cách khác nhau. Trong năm 1997, Robert Picton từng bị truy tố về tội cố sát.
nhưng rồi lại được trả tự do vì thiếu bằng chứng. Việc khám xét từng cm trong trang trại của Robert chỉ kết thúc vào giữa tháng 10 năm 2004, giữa 2 năm kể từ khi đội điều tra có mặt tại trang trại này. Đội khám nghiệm đã xác định được các mẩu xương vương vãi khắp nơi là của tối thiểu 30 nạn nhân, trong đó 27 người đã xác định được danh tính và nằm trong danh sách theo dõi của cảnh sát. 3 người còn lại không được xác định. Tuy nhiên, theo thống kê của cảnh sát, cho tới năm 2001 đã có 62 phụ nữ biến mất, không một dấu vết, và Robert bị nghi ngờ đứng sau tất cả. Trong suốt thời gian bị bắt, Robert Picton một mực chối tội. Hắn luôn giữ vẻ mặt bình thản, thái độ điềm tĩnh và niềm tin vào việc tội ác của mình sẽ không thể bị vạch trần. Quả thực, với phương pháp xử lý thi thể đặc biệt của mình, Robert đã để lại rất ít bằng chứng mà cảnh sát có thể tìm thấy và sử dụng để bóc trần tội ác của hắn. Trong suốt thời gian bị bắt, Robert Picton một mực phủ nhận việc liên quan tới hàng chục gái mại dâm mất tích, dù rất nhiều bằng chứng đã được tìm thấy trong trang trại của hắn. Robert luôn giữ vẻ mặt bình thản, thái độ điềm tĩnh và niềm tin vào việc tội ác của mình sẽ không thể bị vạch trần. Một cảnh sát, Chìm, đã đóng giả làm bạn tù với Robert và được gã đồ tể này tâm sự rằng hắn đã sát hại tổng cộng 49 người. Robert còn bày tỏ sự tiếc nuối vì hắn muốn sát hại 50 người nhưng cuối cùng lại bỏ sót một nạn nhân. Một tip quen thuộc mà Robert thường sử dụng là hắn sẽ tìm cách dụ dỗ phụ nữ đến trang trại lợn ở nơi hoang vắng của mình, sát hại họ bằng cách dùng dây thừng xiết cổ hoặc sử dụng súng. Sau đó là công đoạn phi tang nạn nhân vô cùng khủng khiếp. Hắn sẽ biến xác người thành thức ăn cho lợn. Nhờ phương pháp xử lý tử thi kinh hoàng của mình, Robert đã để lại rất ít bằng chứng mà cảnh sát có thể tìm thấy và sử dụng để bóc trần tội ác của hắn. Phiên sơ thẩm xử Robert Picton diễn ra liên tục gần 2 năm, từ 30 tháng 1 năm 2006 đến mùng 9 tháng 12 năm 2007, được coi là một trong những phiên tòa kéo dài nhất trong lịch sử tư pháp Canada. Hàng trăm nghìn bằng chứng, gần 100 nhân chứng và khoảng 500 trang hồ sơ ghi lại lời khai của các nhân chứng đã lần lượt được đưa ra. Do vụ án kéo dài gần 2 thập niên, hiện trường quá lộn xộn, nhân thân của các nhân chứng không tốt, do tiền sử nghiện rượu hoặc ma túy nên các luật sư biện hộ đã khéo léo khai thác dẫn đến tranh cãi kéo dài. Luật sư bào chữa cho Robert Picton, ông Drian Brooks khăng khăng rằng các nạn nhân không có mối liên hệ rõ ràng nào tới Robert. Ông lập luận rằng các điều tra viên đã tiến hành cuộc điều tra một cách cẩu thả, vụng về và rằng trí tuệ của Robert quá thấp để có thể lên kế hoạch sát hại nhiều người đến thế. Lời thú nhận hành vi phạm tội của Robert chẳng qua là lặp lại chính xác những gì cảnh sát đã nói với hắn mà không hề suy nghĩ. Dù vậy, công tố viên phản đối lập luận của luật sư Brooks về trí thông minh của Robert. Ông cho rằng dù không thông minh nhưng không có vấn đề gì về đầu óc. Hắn là một tên đồ tể, đã quen với việc mổ lợn, vì vậy có sát hại người hắn cũng không sợ. Ngoài ra, phương pháp phi tang nạn nhân của Robert hiệu quả đến mức, trong khi bản thân hắn tuyên bố đã sát hại 49 người trước tòa, thì phải đối mặt với 27 cáo buộc sát hại người. Nhưng rốt cuộc, cơ quan chức năng chỉ có thể đủ bằng chứng xác định Robert đã có tội đối với 6 cáo buộc sát hại người cấp độ 2, gồm các nạn nhân là Mona Wilson, Brenda Goff, Serena Abbott-Weiss, Andrea Joesbury, Joaquina Papin và Manny Free. Robert Picton bị kết án tù chung thân và không có quyền xin ân xá trong 25 năm, bản án cao nhất trong hệ thống luật pháp của Canada. Trong suốt 2 năm trời, dư luận Canada đã nín thở dõi theo phiên tòa dài nhất trong lịch sử tư pháp nước này. Tuy nhiên, với nhiều người, đặc biệt là thân nhân của các nạn nhân, thì phán quyết này là chưa thỏa đáng. Vụ án tiếp tục được đưa ra xét xử phúc thẩm tại tòa phúc thẩm bang British Columbia, rồi sau đó là tòa án tối cao Canada với phán quyết cuối cùng được đưa ra vào ngày 30 tháng 7 năm 2010. Theo đó, bản án được giữ lại nguyên và sẽ không có phiên xử nào tiếp theo đối với các vụ án còn lại. Một trang kinh hoàng trong lịch sử tư pháp Canada đã khép lại cho tới nay. Nó vẫn thường xuyên được nhắc đến với những bài học không thể nào quên. Chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển đến quý vị những vụ án ly kỳ hấp dẫn ở các video tiếp theo. Đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.